Về xã Xuân Kiên hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được nhịp sống mới, vui tươi trong trẻo từ thành quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những con đường rộng thanh thang, sạch, đẹp, thông thoáng với những hàng cây xanh mướt, các loại hoa đua nhau khoe sắc thắm, những dãy nhà mới khang trang, đường giao thông nội đồng được mở rộng và bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của người dân. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến nay, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định luôn chú trọng công tác giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đảng bộ và nhân dân Xuân Kiên thì đã được Đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ chống Pháp. Với một cái truyền thống hết sức đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Kiên đã hết sức nỗ lực để phấn đấu trong quá trình tổ chức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, với mục tiêu lấy người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới và người dân được hưởng lợi từ quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Hiện nay, tiếp tục phát huy kết quả trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác các tiềm năng lợi thế của địa phương để tạo sự khởi sắc trong phát triển kinh tế. Xã triển khai một vùng sản xuất nông nghiệp tập trung hiệu quả bền vững với tổng diện tích 30 ha. 3 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50 ha một mô hình. Tổng diện tích gieo cấy giống lúa BT7 và một số giống chất lượng cao khác 198 ha. Các loại giống cây trồng vật nuôi đảm bảo thích ứng với đặc điểm địa lý, địa hình ở địa phương. Xã thành lập hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã vận động các chi hội, chi đoàn các xóm phát động phong trào trồng cây xanh, trồng hoa dọc ven đường các trục đường liên xóm, nhà văn hóa. Các xóm đều có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố với diện tích từ 300 tới 500 m2, có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hội họp sinh hoạt cộng đồng, có sân chơi thể thao, các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời để nhân dân tập luyện. 100% xóm có đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao thường xuyên tổ chức tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe. Bây giờ cái phong trào đang phát triển, bây giờ cuộc sống nhân dân là ngày càng một nâng cao, cho nên là mỗi tối đến là phong trào đạp xe thể dục này, rồi là bên chỗ phụ nữ là có cái phong trào là tập dân vũ này, rồi yoga này, thì tập trung đều ở các cái nhà văn hóa, các cái trung tâm nhà văn hóa đều có những cái đấy. Hiện nay trên địa bàn xã có 100% hộ dân sử dụng nước sạch. Ủy ban Nhân dân xã đã phát động các ngành đoàn thể duy trì thực hiện tổng vệ sinh định kỳ toàn xã mỗi quý một lần tại các cơ sở xóm, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường mỗi tháng từ 1 tới 2 lần và vào các dịp lễ Tết, các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Với việc hoàn thành các tiêu chí quy định, tháng 3 năm 2023, Xuân Kiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu năm 2022. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn kiểu mẫu, tích cực đẩy mạnh và phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, hỗ trợ các mô hình sản xuất có thu nhập cao, mở rộng sản xuất nhằm gia tăng thu nhập cho nhân dân, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt trên 100 triệu đồng một người một năm. Trên khắp các miền quê Nam Định, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đang từng ngày diễn ra sôi nổi, lan tỏa rộng khắp vào từng ngõ xóm, khu dân cư. Hành trình không có điểm dừng để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn và tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng nhân rộng những miền quê đáng sống.